được người tặng 100 triệu quỳ cối tỏ tình, nhưng đây mới là sao nam Miyu công khai trắc thính. Có nhan sắc tựa thần tiên tỷ tỷ và là tay chơi bất động sản có tiếng, Miyu trở thành người phụ nữ được nhiều người ngưỡng mộ. Sau cuộc tình thất bại, nữ diễn viên hiếm hoi chia sẻ chuyện đời tư. Tuy nhiên, Miyu lại là crush quốc dân của rất nhiều sao nam V-biz, thậm chí quý ông tia chớp Trần Anh Huy còn từng tặng sinh nhật 100 triệu và tỏ tình Miyu cực lãng mạn. Thế nhưng sáng nay ngày 11 tháng 2, Thánh Hống Cõi Mạng đã phát hiện nam nhân được Miyu để ý. Chuyện là Quốc Trường vừa đăng ảnh điển trai kèm một câu thả thính với em nào đó. Ngay lập tức, Miyu liền đáp lại, cả hai có màn tương tác cực tình khiến dân tình nhiệt tình thả tim. Đây không phải lần đầu Miyu và Quốc Trường bị bắt gặp nói lời ngọt ngào như đôi tình nhân trên mạng xã hội.